Chào các bạn, hôm nay mình làm một cái clip để chia sẻ với các bạn về việc làm nhà hoặc làm hang cho mấy con nhện size to, chung là size từ 8 đến 10 cm trở lên. Thì các bạn cần có thể làm cho nó một cái hang trú ẩn vừa rẻ, bền, đẹp mà rất là thân thiện đó. Thì các bạn có thể đơn giản là các bạn dùng sử dụng cái sọ dừa. Đây, cái này rất là quen thuộc với các bạn, sọ dừa. Đây là cái mình đã cưa sẵn rồi. Đây, sọ dừa. Sọ dừa này thì ở các thành phố thì các bạn ra các cái chợ thì hầu như chợ nào cũng có bán, chợ nào cũng có một hai chỗ người ta là lấy, người ta làm lấy nước dừa hoặc là cái dừa, xong người ta có rất là nhiều cái này người ta bỏ ra, thì các bạn có thể lại xin, thường là người ta cho các bạn hoặc là người ta bán thì bán cũng rất là rẻ. Một cái này chừng khoảng 500 đồng thôi. Đây thì đợt mình mua cũng lâu rồi, 500 đồng mua 2.000 vậy đó, người ta cho cái gần cả chục cái luôn, mấy trăm đồng cái thôi đó, rất là rẻ và rất là phổ biến ở dưới các tỉnh, các vùng quê thì rất là nhiều rồi. Cái vật quan trọng nhất đối với cái việc làm này là cái cưa sắt. Đây, cái cưa sắt bình thường thôi các bạn. Cái này là nó mua tiệm sắt 5.000. Cái tiệm bán đồ ống nước, đồ đinh sắt thép, đồ nó có bán hết. Ở chợ nào cũng có bán. Hoặc là siêu thị 5.000 đồng cái này thôi. Như là cây nữa là cây viết. Cái này thì các bạn có thể dùng viết chì hay là cục than, cục gạch gì đó các bạn làm cũng được. Mục đích là để đánh dấu các bạn. Đây, mình các bạn thấy mình đã đánh dấu rồi. Đó, đánh dấu một cái đường viền để các bạn cưa theo thôi. Rồi, với một cái kìm, kìm là để khi bạn cưa gần đứt ra đó, các bạn dùng cái kìm bằng bẻ cái miếng này nè, bẻ cái miếng này nó tách rời khỏi cái phần chính của mình. Thì các bạn chỉ cần bỏ một tí thời gian ra, các bạn có thể làm được một cái hang cho con nhện của mình, nó rất là rẻ. Như mình thấy thống kê nãy giờ thì khoảng không tới 10.000 nữa, bạn có thể làm rồi. Trong khi nếu các bạn mua các shop đó thì có thể là 100.000 hoặc hơn, hoặc mấy chục nghìn đó, mình cũng thấy nhiều giá lắm. Đây, thì các bạn cưa như thế này. Nha. Cái sọ dừa, thì giả sử như các bạn đã đánh dấu đường cưa rồi, thì các bạn đừng có cưa bầy dọc theo cái cạnh này nhé. Cưa này rất là khó cưa. Các bạn vẽ rồi đúng không? Đó, vẽ như nãy mình vẽ từ bên đây nè, nó xuyên qua bên đây. Thì các bạn cưa theo bề này nè, chiều bề mặt của nó đó. Đây, mình cưa thử chỗ này nè. Đó, các bạn cứ giả sử như đây là đường của nó đi, các bạn cưa nè. Cứ cưa vậy nè. Cưa theo cái chiều thẳng vậy nè. Đó, các bạn cưa cho nó đứt xuống dưới, đúng không? Đó, sau đó bạn xoay ngang đây. Bạn cưa tiếp cái đường này. Cưa hoài đứt xuống, rồi xong cưa này thì nó sẽ còn dính ở mấy cái khe nè, còn dính một tí, còn dính một tí. Bạn mới dùng cái kìm mà nãy đó bạn bẻ nó ra. Đây, thường thường nó sẽ dính chút xíu gì đây. Bạn dùng kìm bẻ qua phát, xong được cái này. Đây, rất là đơn giản. Cưa là nhớ các bạn phải quấn vẽ ở cái đầu nó nha, không phải cầm mấy cưa được, không là đứt tay đấy. Có cưa lắm. Nếu quấn vô gì thì cưa rất là dễ dàng. Đây hầu như là bạn nào cũng có thể làm được, làm rất là nhanh. Trung bình mà để cưa được một cái như thế này thì mất khoảng 2-3 phút thôi, không rất là nhanh. Bạn cưa mấy phát là bạn thấy nó mỏng, nhìn rất là mỏng. Thì bạn cưa vài nhát thôi là thấy nó đã đứt ra rồi. Đó, đơn giản thôi. Rồi sau đó thì các bạn xử lý cái này cho nó đẹp thôi nè. Chẳng hạn như mấy cái sơ dừa nè, còn vướng lại nè, thì bạn dùng giấy nhám á, các bạn chà nó bóng nó xong, các bạn hơ lửa, hơ lửa thì nó bóng láng lên đó, nên nó sạch mấy cái như này thôi. Rồi cái nữa là khi cái vết cưa cắt xong á thì nó cũng có vẻ là cũng hơi bén, các bạn dùng giấy nhám á, các bạn đánh mấy cái đường này nè cho nó hết bén nó mấy cạnh này nè đó. Còn nếu mà không có giấy nhám thì các bạn làm nè, bạn đặt cái thanh cái cưa nè cho nó nghiêng so với cái mặt cái đường cắt nè, các bạn lên cái thứ này nó xuống nè, rất là nó mài mòn cái này như mình hết đó, hai cạnh. Rồi tương tự như bạn làm vòng qua hết luôn thì cái đó thì nó sẽ rất là trơn, nó trơn láng,
nó đẹp, nó không có gây nguy hiểm gì cho con nhện của mình, có thể xảy ra thôi chứ hiếm lắm đó. Sau khi bạn chuẩn bị xong thì bạn cưa thì không tới 5 phút nữa là bạn có được một cái như thế này, rất là đẹp, thân thiện, rất là thiên nhiên và phù hợp với bạn mà có nguồn tài chính hạn hẹp như là mình. Làm nó đơn giản mà dễ sử dụng, các bạn xài chắc cũng không biết năm nào mà hư luôn. Đây thì mình sẵn mình giới thiệu luôn cho các bạn là một số cái là mình cưa mình sử dụng mấy năm nay rồi. Đây, cái này hồi xưa là lười cưa hết mà dùng kìm bẻ nhiều quá nên là nó có đẹp. Đây. Đây là mấy cái này cũng xài mấy năm rồi, rất là vừa, nó chui vô trong đó nó nằm cả ngày luôn, lâu lâu là thấy chui ra thấy không. Đây, cái hang này sau này mình làm là nó nhìn nó vuông vức đẹp hơn. Đây, hang này hồi đó mình vẽ vẽ bằng bút chì á, tô màu rồi lên cho nó đẹp thôi. Đấy, bình thường nó thích. Rồi đó là mình làm bằng ống nước thôi các bạn, ống nước cũng được mà nhìn nó không có vẻ không có tự nhiên lắm cho nên cũng tạm chấp nhận đi thôi. Đó, làm hai cái. Rồi gần đây thì mình có làm thêm là bằng ống tre các bạn, nếu các bạn thích thì các bạn làm thêm cái mẫu này nè, bạn kiếm cái ống tre to các bạn cắt ra, xong cắt một đoạn ra nè, sân các bạn làm đó, vậy nè, bình thường nó chui vào nó đơn giản thôi, cứ cắt ra cưa thôi, ống tre làm cũng được. Số cái hang này thì làm lâu lắm rồi thì giờ nuôi nó cũng rất là ok, tiêu chí rẻ bền đẹp tự nhiên. Đấy, bạn nhìn thấy đó. À, cái nữa là các cái máng nước cho nhện á, thì các bạn cũng không cần mua cái gì cho nó đắt tiền lắm đâu. Đây là mình sử dụng những cái đế ly các bạn, đế ly này là mua trong siêu thị chỉ khoảng mấy nghìn á, hình như là khoảng 7.000 cái hay sao, tao mua lâu rồi quên, nói chung là vài nghìn thôi. Đây nó đơn giản, nó dày thì khoảng nửa đốt tay thôi, rất là phù hợp với các cái con nhện mình, mà nó có cái bề mặt rộng á, và rất là dễ tiếp xúc với cái này để uống nước cho nó là gì mà nó phù hợp. Đây, nó không quá sâu mà nó cũng vừa đủ, không có cạn, bạn cũng có thể châm nước rất dễ dàng. Thì tùy theo cái size của con nhện và cái size của cái hộp của bạn mà bạn mua cái này cho nó phù hợp, cũng có nhiều cái loại size nhỏ to đủ thứ. Đây, các bạn có thể dùng như thế này rất là ok, hoặc là các bạn dùng các cái hộp bánh flan, các bạn nhấn chìm nó xuống dưới cái mặt nền đó, bạn cứ để nó vậy thôi, tùy các bạn. Chung là rẻ, nếu các bạn mua mấy cái máng sẵn ở trong mấy cái shop mà thú cưng rồi này nọ thì họ bán cũng đắt, nói chung là vài chục nghìn này nọ, thì mua cái này nó rẻ bền đẹp và dễ sử dụng hơn. Không thì các bạn mà ở các cái vùng mà có đất sét thì các bạn nặng cũng được, nặng xong thì các bạn đun, các bạn gọi là đốt trong lửa nó cho nó thành các cái đồ gốm đó. Thì để sử dụng đựng nước cho nó ok thôi, chứ không có gì đó. Thì các bạn có thể nặng tùy ý thích, hình thù gì đó các bạn tự chọn nó còn đẹp hơn nữa. Đây mình không có cho nên mình không có làm được, mình sử dụng cái này thôi. Nói chung là tận dụng được cái gì tốt thì làm, đáp ứng đủ cái nhu cầu của mình. Đó là những cái mà bạn có thể tham khảo. Đây, thì mình xin kết thúc cái phần chia sẻ của mình ở đây. Các bạn muốn biết thêm nhiều thông tin và cái chia sẻ các thông tin về nhện tarantula thì các bạn có thể vào cái Facebook của Hội Nhện Việt Nam.
tìm hiểu thêm. Nói chung có rất là nhiều cái bài viết và cái link của các clip về hướng dẫn về việc nuôi dạy cho các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.